Xin chào các em, chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học môn logic và suy luận toán học. Trong cái buổi trước chúng ta đã học được chuyên đề 1, mệnh đề và các phép toán trên mệnh đề. Chúng ta đã luyện một số bài tập rất là đơn giản. Do đó trong buổi học thứ 3 thì chúng ta đã học được lý thuyết về tập hợp. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm bài tập về tập hợp thôi. Chủ đề số 2 về tập hợp. Thì chúng ta đã biết được các cách cho một tập hợp. Cách thứ nhất là liệt kê các phần tử của tập hợp. Có lẽ chúng ta không nghĩ rằng là trong thực tế là chúng ta dùng cái này. Thực ra danh sách nhóm gì đó cũng chính là liệt kê các phần tử của tập hợp. Đúng không? Tập hợp ví dụ như là nhóm 1, tổ 1, tổ 1 gồm 12 bạn. Là viết hết ra họ tên của từng người một ra, đấy chính là liệt kê các phần tử của tập hợp gì đó, đúng không? Hay là chúng ta viết tập nghiệm của một phương trình hay bất phương trình nào đấy, chúng ta viết nó ra tập nghiệm của phương trình. Như bài dễ nhất là bài 26, chắc bài này trong cái gì đấy. Thu Trang ý kiến gì? Xin vào lớp à? Sao lại không cứu rồi? Thu Trang. Câu này siêu dễ đúng không? Xin mời Trịnh Hoan đọc kết quả câu 1. A là trừ 1 với 1 ạ. Trừ 1 với 1. Phùng Mạnh Đạt đọc kết quả câu 2. À ý B. Phùng Mạnh Đạt không đọc và Nguyễn Mạnh Tuấn 37988. Dạ có. Đọc kết quả. Em thầy là B. Các số nguyên dương nhỏ hơn 1, nhỏ hơn 10. Trời, toán cơ bản em không biết đâu. Đi học nhưng nói chung là nói không phải có ý xúc phạm. Em thầy cái này nói từ sau em dạy em con em thế nào? Nguyên dương nhỏ hơn 10. Có những thứ này chúng ta phải biết, tối thiểu ta phải biết. Sau này con cái nó hỏi, nó lại bảo bố chẳng biết cái gì cả. Có phải chết không? Không có ý xúc phạm nhưng mà rõ ràng là chúng ta cần rút kinh nghiệm. Đúng không? Con cái là học cấp 1, cấp 2 câu này nó cũng trả lời được. Cấp 1. Cứ học số nguyên là nó làm được rồi. Không biết mới sợ chứ. À, Chu Thiên Hoàn. Chu Thiên Hoàn không trả lời là vắng. Lê Hữu Trung Dũng. Dạ em có thế thầy. Em là ai? X là số nguyên dương nhỏ hơn 10 thì tập. Em là Lê Hữu Trung Dũng ạ, A40357. Ừ, tại vì thầy không nhìn thấy mặt, cứ bảo em đây thì thầy đó gọi mấy người liền. Phải đọc họ. Rồi thế là thế nào? Câu B, x là số nguyên dương và x nhỏ hơn 10 thì tập hợp của x là từ 1 đến 9 ạ. Từ 1 đến 9. Từ 1 đến 9 chính xác. Cảm ơn. Tiếp tục. 1503 Nguyễn Trang Dung.
Có. X là bình phương của một số nguyên và x nhỏ hơn 100 thì x sẽ là 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 và 81 ạ. Ua, giỏi quá, làm nào mà giỏi thế? Dạ. Làm nào giỏi thế? Thì Thì nó là bình phương thì cứ nhỏ hơn 100 thì đọc rồi ạ. chúng ta thực ra nếu như chúng ta để ý, chúng ta có thể sử dụng bấm máy tính, này, cái chức năng f fx là bằng x bình nha, xong rồi ta cho nó chạy từ 0 cho đến 9 là nó sẽ ra hết cả lò luôn, không tin à? Đây là áp dụng công nghệ vào giải toán. Đây, máy tính nhé, mình phải có máy tính để chuẩn bị dùng. Vào cái menu này, chọn cái chức năng function. Ở đâu? Table, quên mất. Đây, số 8. Đấy, chúng ta nhập x bình phương. Start của chúng ta là số 0. N của chúng ta thì là 9981, 10 một cái, 100 là không được rồi, cho nên chỉ là đến 9 thôi. Step để nguyên là số 1. Ok, thế là sang bên phải này hết cả lò nó, 0 này, 1 này, 4 này, 9 này, 16 này, 25 này, 36 này, 49 này, 64, 81, thế là hết cả lò. Thấy chưa? Hay chưa? Đấy. Số này người ta gọi là số chính phương ấy. Sau này người ta gọi là số chính phương. Chính phương, chính chủ. Chính diện, chính kiến, thì nó là cái ý kiến chính xác của cái ý kiến của chính mình, chính chủ. Khi chúng ta giao cái sổ đỏ cho ai đấy thì là sổ đỏ chính chủ. Cô ấy là người yêu chính chủ của tôi nhỉ. Thế thì bình phương, cái này là người ta diễn đạt bằng từ bình thường thì có thể chúng ta hiểu, nhưng sau người ta gọi x là số chính phương nhỏ hơn 100 thì cách giải nó vẫn thế nhé. Chính phương tức là bình phương của một cái số nguyên nào đấy, nó gọi là số chính phương nhé. Hôm nay thì ta dùng từ này ta hiểu ngay, ta làm ngon lành rồi. Tiếp tục xin mời 41752. Em có Ừ, đi. x bình bằng 2, x bằng cụm trừ căn 2 ạ. Rồi, giỏi lắm. Thì cộng trừ căn 2 đề bài nó cho thế nào? X là số nguyên. Thì cộng trừ căn 2 là sao nào? Không biết cộng trừ căn 2 thế nào? Đây, thử bấm. Ôi giời ơi, bí quá, bấm máy rồi. Vậy cái đầu tiên đấy, calculate tức là tính toán. À, căn bằng 2 của 2. Rồi. Căn bằng 2 của 2. Ô, sao lại không xuất xuất hiện số thành phần thế là xấu xỉ. Đây ơi, bấm một cái nút S gạch ngang D đi. À. Cái gì thế nào? Số nguyên là số thế nào? Không biết số nguyên nó nào. Cái này sau dạy con cái nào, cái tối thiểu các em phải biết nhé, mình phải để ý ngay chi tiết. Đừng, tất nhiên các em có thể sau này chuyên ngành các em không dùng toán, nhưng những cái tối thiểu các em phải biết. Sau ra ngoài cuộc sống cộng trừ nhân chia đơn giản bắt phải biết số nguyên đấy, là 0 1 2 3, 0 trừ cộng trừ 1 cộng trừ 2 cộng trừ 3, số tự nhiên như là 0 1 2 3. Nó đặt tên tự nhiên đấy, là nó xuất xứ từ cái hồi xưa khi mới khai sinh ra thì người ta đi đếm. Ví dụ người ta đi đếm cái con các con vật, các con đá nó thu về đấy, 0 1 2 3 vân vân. Lúc đầu nó chưa có số 0 đâu, đi bắn là một con lợn chẳng hạn là tính một con, hai con, ba con vân vân. Sau đó thì nó dễ chia ra thì nó phải bớt đi, thì nó mới sinh ra phép trừ. Phép trừ thì nó sẽ dẫn tới cái số đứng trước nó lớn hơn số đứng sau, thì nó sẽ âm âm, nó mới sinh ra số nguyên âm. Thế là nó mới sinh ra tập hợp số nguyên.
sau đó chia. Bây giờ có 5 người mà có 3 con lợn thì chia kiểu gì? Thế nó mới ra phân số. Rồi dần dần thì nó mới đến cái chuyện là số hữu tỷ, số vô tỷ, hữu tỷ là phân số đấy. Xong đến vô tỷ. Vô tỷ nó bổ sung nó thành tập hợp các số thực. Liên quan lúc bắt đầu nó có giới hạn. Thế thì bây giờ căn bậc 2 của 2, căn bậc 2 của 2 thì chúng ta bấm máy đây. Đây. 1,14 12 1,4142 vân vân đây. Như vậy đây số này là số vô tỷ đúng không? Vô tỷ có phải là số nguyên không? Không phải là số nguyên, cho nên là hai nghiệm này đều bị loại hết. Vì đề bài yêu cầu là x là số nguyên mà. Cho nên tập này là tập rỗng. Cộng trừ căn 2 không thuộc vào set, sau đó suy tập hợp đã cho là tập rỗng. Biết. Quá dễ dàng. Bài siêu dễ mở đầu bài học. Chưa bài nào dễ như thế. Bài dễ thế mà không làm được sau này vất vả đấy. Hỏi các con hỏi không biết trả lời thế nào. Có những thứ chúng ta khó trả lời đi, ta không học, không để ý. Nhưng mà những cái thứ này chúng ta phải nhớ. Dạng thứ 12, chỉ rõ các đặc trưng của tập hợp. Tất nhiên là cái cách mô tả thì có thể nó không giống nhau. Mỗi người nó có thể không giống nhau, đúng không? Tại vì nó thế nó mới sinh ra tập hợp bằng nhau. Cách mô tả nó không giống nhau nhưng cuối cùng một tập hợp. Bốn hai hai bốn năm Triệu Thị Lan. Triệu Thị Lan không trả lời, vắng mặt buổi thứ hai. 42281 Phạm Anh Thư. Bài thư cũng vắng luôn. Sao lại thế nhỉ? Tranh thủ đối phương mình không để ý là ta nghỉ luôn à? Không được. 42372 Lê Kiều Anh. Vắng. 42644 Trường Thị Thanh Loan. Vắng mặt buổi thứ hai, vắng quá số buổi là không được thi đâu đấy. 42847 Đỗ Hoàng Nguyên. Ồ, rõ ràng trong danh sách thấy cô Triệu Thị Loan mà gọi, Triệu Thị Lan gọi không trả lời mới sợ chứ. Chứng tỏ bật máy lên xong rồi đi ngủ. Trong danh sách vẫn có nhá. Nhưng mà gọi không trả lời. Sợ luôn. 82847 Đỗ Hoàng Nguyên. Thế thì thầy cắt được rồi. Em tắt mic nhá. Alo. Rõ ràng vẫn chia sẻ màn hình. Lại gọi lại. 42245 Triệu Thị Lan có không? Thưa thầy có. Ôi trời ơi, thế ai phát hiện là giáo bị tắt mic? Hay là bạn nào bấm vào tắt nút tắt mic của thầy chứ thầy có động gì vào đâu? Thế ý A là thế em trình bày thế nào? Thưa thầy, ý A là
Ý A là Ra là không biết. 0, 3, 6, 9, 12 nó có đặc điểm là nó chia hết cho 3. Như vậy có thể lấy x là thuộc cái số nguyên, chia hết cho 3 và nhỏ hơn 15 chẳng hạn, ví dụ thế. Không thiếu gì cách. 0, 3, 6, 9, 12 chả để tất cả đều chia hết cho 2, à chia hết cho 3 làm gì nữa. X thuộc Z. X nhỏ hơn 13 cũng được mà lấy nhỏ hơn 15 cũng được. À x chia hết cho, à không phải x thuộc Z mà x thuộc vào N. X chia hết cho 3, x nhỏ hơn 15, 14, 13 đều được. Thì thôi có gì đâu, tiếp tục. Phạm Anh Thư. Dạ có ạ. Úi giời ơi, xít nữa rồi thì bắn. Mà ai phát hiện ra mình mic bị ngắt, thông báo cho thầy kịp thời, thầy có biết. Không, ta cái điểm danh bắn. Thực ra đến một mức nào đó điểm danh mãi không thấy ai trả lời, ta biết ngay là có vấn đề. Ý B là thế nào đấy ông? Ý B là tập hợp này gồm tất cả các số nguyên từ trừ 3 đến 3. Tất cả các số trừ 3 đến 3, em có biết là tất cả các số từ trừ 3 đến 3 nó có bao nhiêu số? Em có biết là ở trong câu A x thuộc Z, viết theo kiểu này, chia hết cho 3 và nhỏ hơn 13, 14, 15 rồi. Thế là xong ý A. Ý B siêu dễ thương, không biết. Bút viết thỉnh thoảng nó bị trục trặc, không viết được. Sợ nhỉ. Viết xóa thì xóa được, viết không biết được. Pin luôn, mới thay pin luôn. Còn B thì nó rất là dễ. Còn B thì là nó thuộc vào số nguyên, cái này chắc chắn là số nguyên rồi, có âm có dương rồi. Không thể lấy số tự nhiên đây được. Bút lại. Còn B này, chúng ta ký hiệu là tập hợp B đi. X thuộc Z mà trị tuyệt đối của X nhỏ hơn bằng 3. Thế tôi có gì đâu. Ôi giời, quá đơn giản. Tiếp tục. Xin mời Lê Kiều Anh. Dạ. Em thưa thầy là câu C là x là các số thuộc Z, x bình nhỏ hơn hoặc bằng 25 ạ. Thế thì em sai rồi, nếu viết này là sai rồi. Bình nhỏ bằng 25. Nhỏ hơn được bằng này. Ừ, Là đúng sai. rồi. Cái này vẫn sai, em viết này là sai. Thế thì chắc là phải lớn hơn bằng không ạ. À, lớn hơn không ạ. Kể cả chua lớn hay không. Cái này, ai phát hiện cái Cái sai? bình mà thầy. Cái gì cơ? Anh nhỏ là bằng 25 ạ. Không phải, em nếu như cái cách viết cách nói của em ấy, thì ví dụ nhé, thầy giáo viết như này nhé, xem nào, là nếu như này người ta sẽ lấy x bằng không này, nó vẫn thỏa mãn điều kiện này, à x bằng không không x một này, Nhưng mà lớn không mà. một vẫn thỏa mãn, hai vẫn thỏa mãn bởi vì hai bình mới bằng bốn, của em mà như này là không đúng, ba vẫn đúng, bốn đúng, thế là sai rồi.
Biết không đúng, phải viết là x là số chính phương. X là số chính phương. Này là sai à? X thuộc vào z đều thuộc n được. X là số chính phương x lớn hơn 0 nhỏ hơn bằng 25. Đấy, như này thì được. Còn nếu em biết là x thuộc z, x thuộc z và x bình lớn hơn 0 nhỏ hơn 25 thì ta lấy x bằng 0 à, bằng 1 2 3 4 đều được. Trong khi nó đáp số của chúng ta không phải là số các số đấy. Đáp số của chúng ta đề bài nó cho lại là các số 1 4 9 16 25. Rồi tiếp tục con D, xin mời Trương Thị Thanh Loan. Có Trả lời con D. em thấy x là tập hợp số nguyên tố nhỏ hơn 20 á. Quá giỏi luôn, sao biết? Câu này xong nhá, đây là câu dễ nhất quả đất luôn đấy, chết xả. Tiếp này, nó có nhiều cách diễn đạt, chúng ta để ý ở cái trên được, cái dưới được. À, cái dạng bài số 13 là kiểm tra hai tập hợp có bằng nhau hay không. Thì chúng ta biết rằng là hai tập hợp được gọi là bằng nhau nếu như mọi phần tử thuộc tập hợp này được tập hợp kia và ngược lại. Tức là A là tập con của tập B và B là tập con của tập A. Xin mời 42905 Đặng Thị Nhất My Dạ em có trả lời câu hỏi. này câu A là hai tập hợp bằng nhau ạ. Bằng nhau. Ý B. B là có hay không? không ạ. Vì sao không? Hỏi quá hay không? Em nghĩ là nó không bằng nhau ấy mà. À, nhưng mà tại sao quên mất? Giải thích đi chứ. Sau này mà có mình từ chối một chàng trai nào đó thì mình phải nói rõ lý do. Ví dụ, bảo là thật đơn giản, em không thích anh. Hay là em có người yêu rồi. Hay là bố em không cho em yêu anh, vân vân, phải nói rõ lý do ra. Em bảo hai thằng này nó không bằng em phải giải thích để cho mọi người tâm phục khẩu phục tại sao hai này không bằng nhau. Không biết, căng thẳng nhau. Thế chúng ta để ý nhá, cái đầu tiên ấy hơi hơi bút lại bị rồi. Cứ nhiều khi biết trong tay rồi không được, dịch lên thì xuống. Đây nha, như này ấy thì nó là một tập hợp gồm một phần tử. Thầy giáo ơi, bị mất slide ạ. À, nó lại mất đi.
tín hiệu kém. Đấy nha, cái tập hợp thầy giáo giải thích nha, cái tập hợp mà như trên bảng ấy thì nó là tập hợp gồm một phần tử, mà cái phần tử này lại là một tập hợp gồm một phần tử một. Chết, bút lại bị rồi. Hôm nay làm sao nhỉ? Mọi hôm dậy có làm sao đâu. Gồm một phần tử một thôi, tức là cái tập hợp này này nó gồm một phần tử là tập hợp gồm một phần tử một. Đây nó chính là cái này. Đấy, một phần tử của nó là cái này. Trong khi cái anh này thì là tập hợp gồm một phần tử là số 1. Còn trên là tập hợp gồm một phần tử một. Nó khác cả nhau. Đấy, tức là nhiều bạn đấy không cho rằng là nó giống nhau, nhưng không phải. Cái này nhá là một tập hợp gồm một phần tử, nhưng mà cái phần tử này lại là số 1. Nó có mỗi số 1 là phần tử gồm tập hợp gồm một phần tử là số 1, còn kia là tập hợp gồm một phần tử, mà cái phần tử đấy lại là tập con, lại là một, là tức là tập hợp gồm một phần tử, mà cái phần tử đấy lại là số 1. Thế là trừu tượng. Cho nên là hai thằng này nó khác nhau. Đấy, nhiều em nhìn qua cứ tưởng nó bằng nhau. Nhưng mà tiếp tục xin mời Phạm Thị Yến Nhi. Dạ có. Câu C là khác nhau. Vì sao? Một cái là tập hợp gồm phần tử rỗng, còn một cái là rỗng ạ. Bên trái thì là tập hợp gồm một tập hợp con, gồm một phần tử con, chính là tập rỗng. Còn bên phải là tập rỗng, nó không có phần tử nào. Vâng. Đúng chưa? Rồi. Vâng. Cảm ơn em. Thế cái thứ D này là như nào nhỉ? Hoàng Thị Hoa Lê. Như Hoa Lê hôm nay vắng thì phải. Em thưa thầy là em đấy ạ. À, rồi. Vâng. Hai cái này cũng không bằng nhau ạ. Ồ, thì chết, cái gì không bằng nhau, thế thì vì sao nó không bằng nhau? Một gồm hai phần tử là một và hai, còn tập hai là hai phần tử gồm một và một tập, mà trong đó là tập con là hai ạ. Chuẩn luôn. Bên trái, mặc dù hai tập hợp này nó đều gồm hai phần tử, nhưng mà bên trái là tập hợp gồm hai phần tử là hai số 1 và số 2. Còn bên phải thì tập hợp gồm hai phần tử là số 1 và một tập hợp gồm một phần tử 2. Đấy. Diễn đạt thành lời là hơi là lủng củng tí, nhưng đúng là như thế. Như vậy nó không thể bằng nhau được. Đấy, như vậy cái ví dụ trên nó củng cố cho chúng ta là khái niệm hai tập hợp được gọi là bằng nhau là như nào. Mỗi phần tử tập hợp này để tập hợp kia và ngược lại. Bây giờ dạng bài số 4 là phân biệt cái ký tự, ký hiệu. Hai cái này, đây là ký hiệu thuộc. Cái này nhiều trường hợp cũng một số thầy cũng gọi ký hiệu thuộc. Thực ra đây là tập con. Cái này là ký hiệu phân tử tập hợp. Còn cái này là ký hiệu tập con. Đấy, phân biệt ký hiệu để lúc làm bài ký hiệu không sai, ký hiệu sai cái một trong một bài một sai một cái người ta còn trừ nhẹ, sai cả hai cái người ta phải cho không điểm. Cái lời là thế nào? Xin mời ba câu đầu. Lê Minh Ngọc. Em đây ạ. Trả lời câu hỏi ba câu đầu. Em thưa thầy là cái A là đúng ạ. Chính xác. B đúng. Chính xác. C sai ạ. C sai, chính xác. Cảm ơn. Tiếp tục. Quách Thu Trà. Em có. Câu D là đúng. Câu trả lời đúng.
Yep, C, A, E. Câu E là đúng. Đúng là câu trả lời chính xác, tập rỗng là tập con của mọi tập hợp. F. Câu F là sai. Sai là câu trả lời chính xác. Bài 30. Bài 30 xin mời Bùi Thu Giang. Có Ui dồi, bây giờ mới ngủ dậy à? đang bị ốm đó. Em thưa thầy, câu này câu này ví dụ như là chọn tập A là tập hợp gồm A nhỏ, B thì là tập hợp gồm A và có hai phần tử là A và tập hợp A. Đây này, ta có thể sử dụng cái gợi ý của cái bài, gợi ý của cái câu A và câu D, ta lấy phần tử rất đơn giản. Chúng ta có thể lấy cụ thể hơn như này dễ hiểu. Trên là một ví dụ cơ bản, còn dưới là tổng quát. Lấy tổng hợp A gồm một phần tử 1, tổng hợp B gồm hai phần tử là phần tử 1 và tổng hợp gồm phần tử 1. Thực ra nó chính là gợi ý từ bài trên đây này, này. Bài trên này, ý A này và ý D này. Đó, ý A kết hợp ý D là chúng ta ví dụ nó. Ta nhìn chứng minh nhé. Có vô số cặp tập hợp AB thỏa mãn điều kiện đã cho. Đây chỉ là một trong những ví dụ thôi. Đang thay đổi cái A nhỏ đi, mỗi cái A nhỏ thay đổi đi được một cái mới. Tiếp tục. 31. Rồi chúng ta đang đi về on bài 31. Bài 31 xin mời. Vừa nãy là Bùi Thị Giang nhỉ. Xin mời Hoàng Thị Quỳnh. 93977. Em có ạ, Ui dạ dồi, em có ạ. xin mời. Câu này Từ từ thầy đã đợi. Thầy đợi em hát một chút. Để sửa cái gì? hai Thầy đợi em hát một chút này. Hát đi. Lát ạ, lát lát ạ. Con về về con về. Thưa thầy, vì A đã là tập con của B mà B lại là tập con của C thì A tự chắc chắn là sẽ là tập con của C rồi. Cái này nó là một tính chất rồi mà, nhưng bây giờ nó đang bảo chứng minh. Cũng như của em sau này em lại bảo nha, cái ví tiền là của chồng em. Xong em suy ra nó là ví tiền của em, bởi vì là tất cả tiền của em, chồng em thì đều là của em, đúng không? Thì không được, đây trong bài này thì phải nói rõ ra tại sao. Không giải thích cái kiểu cái lẫy. Đây là ví tiền của chồng tôi, do đó nó là của tôi, bởi vì tất cả tiền của chồng tôi là đều của tôi. Thì ở đây nó chứng minh, mình cũng phải chứng minh ra. Chứng minh đi. Chứng minh được không?
3979 Dương Thị Quỳnh. Em có ạ. Nhà Quỳnh đang ở khu chợ hay sao? Dạ em không ạ, em nhà em ở mặt đường. Nhà mặt phố bố làm to. Em chứng minh được câu này không? Ờ có ai không? Em nghĩ là dạ có ạ, có ạ. Có thì nói xem. Ờ vâng. Em nghĩ là nó ví dụ như là cho A có một tập hợp bao gồm A nhỏ ấy ạ. Ừ. Thì B sẽ bao gồm cho A có một phần tử của A nhỏ thuộc A ấy ạ. Nhưng mà khi A thuộc B thì A cũng sẽ là tập con của B ạ. Ừ. Và A thuộc B thì A sẽ là tập con của C ạ. Ừ, nói có lý nhưng mà đấy là mới là một trường hợp thôi. Các trường hợp khác thì sao? Ví dụ vào trong làng ta bắt được một cái thằng ăn cắp, chúng ta bảo là cả làng cái thằng đều là cả làng ăn cắp à? Không được. Nói vậy nó không có được. Ờ, em vẫn chưa nghĩ ra cái cách khác. Em chưa nghĩ ra hả? Em là một người vâng. Trung thực, nói luôn. Giờ thầy hỏi nhé, điều kiện là vâng. Tập con của tập B khi nào? Ờ... Khi mà... Mọi x, nếu x thuộc vào A, đều kéo theo x thuộc B. Đúng không? Chúng ta sẽ vận dụng cái này nhé. Với x mà thuộc vào A thì sao? Với bất kỳ x thuộc vào A thì sao? Thì bất kỳ x cũng được B. Sao biết? Vì ở bên trên là có điều kiện với mọi x ạ. Để thầy giáo nhắc lại. Vâng. Thuộc A thì vì x là con của A, là A là con của B cho nên là cái gì? X thuộc B ạ. Đúng rồi. Mặt khác B lại là con của C nên từ x thuộc A suy ra. Suy ra cái gì? À nhầm. X thuộc B suy ra. Suy ra cái gì? X thuộc C. Ừ đấy, sao biết? Chính là cái câu đằng trước này. Vâng. X thuộc B mà x thuộc B lại là con của C. Bây giờ lấy xuất phát là x thuộc A, kết thúc là x thuộc C. Điều đó chứng tỏ cái gì? A là A thuộc C. A là con của C, tập con của C. Vâng, A là con của C. Đấy nhá, xuất phát từ x thuộc A này, kết thúc là x thuộc C này. Mà cái này là x bất kỳ đấy, ta không biết từ bất kỳ đấy. Xuất phát là x thuộc A, kết thúc là x thuộc C thì chứng tỏ là A là con của C thôi. Xong. Cái tính chất này là người ta gọi là tính chất mắc cầu nhé. A là con của B, B là con của C, suy ra A là con của C. Xong. Cái quan hệ ở bao hàm này, tính chất mắc cầu. Quan hệ bao hàm này có 3 tính chất. Tính chất thứ nhất là phản xạ. Mọi tập hợp A là tập con của chính nó. Thứ hai là tính chất đối xứng, à phản đối xứng. Tức là nếu A là con của B rồi B lại là con của A thì A phải bằng B. Đây cái này người ta gọi là tính chất này phản đối xứng. Và tính chất thứ ba là tính chất bắc cầu thì cho ta đang nói đây. Xong. Hóa ra nó là quá đơn giản luôn. Chuẩn chưa? Đánh máy lại cho nó đẹp. Có nhiều bạn mà chê chữ thầy xấu. Giáo viết trực tiếp lên màn hình máy tính nó cứ rung 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 rung. Không bao giờ viết đẹp. Bảng cố định còn mình chưa chắc là vẽ đẹp. Dạng tập lý thừa và tập hợp. Trong giờ lý thuyết thì thầy không nói nhưng bây giờ thầy nói lại. Nói đi. Tập hợp lý thừa của một tập hợp. À có nhỉ, trong giờ lý thuyết có nhỉ. Mấy lớp nào không nói nhỉ. Tập hợp lý thừa của một tập hợp là tập hợp tất cả các tập con của tập hợp đó. Đấy. Nên là mình có thể chiến đấu một cách dễ dàng. Xin mời bài 32. 32. 32 câu thứ nhất, Đỗ Khánh Linh. Đỗ Khánh Linh 45133.
Có ạ. Trả lời câu hỏi. Rồi, khá nhanh thôi. Câu A với lại câu B thì cực kỳ đơn giản. Cách tìm tổng hợp con là tổng hợp vị thừa, đầu tiên là chúng ta tìm hợp tổng hợp con của nó. Ta sẽ lại đề bài nhé. Đây là A, đây là AB. Tổng con ấy, tìm sẽ cực. Đầu tiên ấy là chúng ta tìm tập con gồm không phần tử nào cả. Tìm theo kiểu này kể cả học dốt cũng làm ngon lành. À, đấy là rút là do các thầy cô giáo khác thôi, chứ học thầy kiểu gì cũng được. Tập con gồm không phần tử nào? Thì đó chính là tập rỗng. Tập hợp con gồm một phần tử. Chính là cái tập hợp này luôn. Thế là hết. Hết rồi thì từ đấy chúng ta suy ra tập lũy thừa. Tập lũy thừa thì chúng ta đóng mở ngoặc hai đầu thôi. Đây nhé, tập con nhé, tập con là tập rỗng này và tập hợp chính là tập hợp của phần tử A này. Bây giờ tập lũy thừa tôi đóng ngoặc hai đầu thôi. Đấy, ví dụ như tập hợp này là A thì chúng ta sẽ ký hiệu cái này là PA. PA là viết tắt của chữ power upset, tức là tập lũy thừa, power upset. Cái này từ nó cũng tương tự như từ xác suất cũng bắt đầu cùng chữ cái P. Đây là tập lũy thừa. Thế thôi. Đấy, bây giờ đến cái câu B nhé, câu B gồm hai phần tử là A và B đúng không? Mình dùng thủ thuật làm ra cũng thế. Em cứ làm chậm rãi. Đầu tiên tập hợp con không có phần tử nào cả. Tập con không có phần tử nào. Làm thế này làm sao mà sai được? Thì là tập rỗng. Cái này mà không hiểu nữa thì chịu. Tập con gồm một phần tử. Phần tử là những tập hợp nào? Xin mời đâu rồi? Nguyễn Thị Tâm. Tâm đâu rồi? Đây ạ. Trả lời tập con gồm một phần tử đi là những tập nào? À. Tập hợp gồm một phần tử A. Hết chưa? B ạ. Hết chưa? D ạ. B. Hết rồi ạ. À, Rồi ạ. xong tiếp tục nâng lên tí nữa. Tập Tập hợp gồm hai phần tử ạ. ừ. AB ạ. gồm hai phần tử, chính là tập hợp gồm hai phần tử AB. Hết các tập con chưa? Có tập con là ba phần tử không? Hết rồi ạ. Tập con thì nó bao giờ số phần tử của nó cũng nhỏ hơn được bằng, tức là nếu như A là con của B, tất nhiên A và B thì là phần tập hợp hữu hạn nhé, thì là NA số phần tử của tập hợp A luôn nhỏ hơn được bằng số phần tử tập hợp B. Cho nên là cái con B ban đầu đề bài cho có hai phần tử, cho nên tập con của nó thì gồm tối đa là hai phần tử thôi. Như vậy là P của B. Đây là thầy giáo nhắc lên lý thuyết. Đầu tiên là tập rỗng này. Sau tập hợp gồm phần tử A này. Tập hợp gồm phần tử B này và tập hợp gồm phần tử AB này. Đấy. Đóng mở ngoặc hai đầu là xong nhé. Chúng ta để ý là bài kiểm tra viết thiếu đóng mở ngoặc hai đầu là sai ngay luôn. Đề bài nó gọi là tập lũy thừa. Tập lũy thừa thì nó phải viết. Nếu mà nó có hữu hạn phần tử thì nó phải đóng mở ngoặc hai đầu chứ. Đúng chưa? Hữu hạn phần tử mà riêng cho dưới dạng liệt kê các phần tử học. Đấy, như vậy câu này được giải quyết xong này. Đấy, tương tự như vậy thì chúng ta làm câu C. Câu C thì nó là tập hợp rỗng, thì nó có không có phần tử nào cả, thì nó chỉ có gồm một tập con chính nó thôi. Thế còn cái câu D thì hoàn toàn tương tự như bên này, có điều rằng là lúc đấy nó thay con đầu tiên là con A, con thứ hai cái con rỗng này này đóng vai trò là A,
còn đằng sau thì đóng vai trò là tập hợp của một phần tử nguyên rỗng này. Đấy. Như trên bảng. Vấn đề đặt ra là chúng ta cần phải biết một cái kết quả là nếu như A mà có số phần tử là bao nhiêu thì lũy thừa của nó có bao nhiêu phần tử. Đấy là cái quan trọng để lúc mình liệt kê cho nó hết. Nếu A là tập hợp có N phần tử thì số phần tử của tập lũy thừa của A là bằng 2 mũ N. Đấy, ví dụ như bài vừa nãy cái con B đấy. B nó có 2 phần tử đúng không? Như vậy là số phần tử của tập hợp B, BB à lũy thừa của B nó sẽ là 2 mũ 2 bằng 4. Mấy con tim mình nhìn lại xem có đúng 4 không? Trước mặt cái kìa. 1 2 3 4. Nếu mình liệt kê không phải là 4 thì chắc chắn là sai. Mà là 4 nhưng thì có thể chưa chắc đã đúng, bởi vì có thể mình giải nhầm, tìm nhầm. Đúng chưa? Đấy. Thế là câu này ngon lành. Tiếp tục bản số của tập hợp và tập lũy thừa. Xin mời. Nước cách xa vào đây thoải mái, nước rút rồi. Đấy, xe ô tô này đi lên trên này tuần tra thang xe. Đấy, làm sao nó phải là cái đê nó chắc chắn không? Ở quê ngày xưa thì đê thì diệt mối nó tốt lắm, nó diệt tận gốc. Ngày xưa là những cái đợt này có thể nước nữa, nó chưa ngập đến trên cùng đâu, nhưng mà do là những cái ổ mối ấy, khi nước nó xối vào là bắt đầu nó tan ra và nó thành bục. Nó khi nó bục rồi nó cứ lở chân dần nó mới thành vỡ đê, hiểu chưa? Bây giờ về mặt cơ bản công nghệ nó sản xuất tốt, nó kiểm tra cái ổ mối, nó diệt hết tận gốc luôn, xong là hoát hết cả ổ, thì sau đó người ta lắp vào thế là xong. Bản số của một tập hợp chính là số phần tử của tập hợp đó. Rất là dễ dàng. Xin mời Nguyễn Thị Kim Loan. Dạ có em ạ. Câu A cùng bên dạ. Bản số của tập hợp là bao nhiêu? Bản số tập hợp của câu A là một phần tử là A. Câu B. Câu B là cũng là A. Cũng là một phần tử. Thế tập lũy thừa của nó có mấy phần tử? Ủa hay vừa nói không nghe thấy à? Dạ. Là cũng là một phần tử. À là hai phần tử ạ. Là A và tập hợp con của A. Tập đâu? Hai phần tử là tập rỗng. Tập rỗng và cái tập hợp kia kìa. Vâng. Dạ. Tiếp tục. Nguyễn Lê Đích Thoan. Có em ạ. Câu C bản số của tập hợp này bằng mấy? Có 3. Bản số là số phần tử của tập hợp mà, câu C mà. À là 2 ạ. Như vậy tập lũy thừa của nó sẽ có mấy phần tử? Ở tập lũy thừa của nó là sẽ có 4. Sao biết là 4? Bởi vì như lúc thầy nói là nếu số phần tử của nó trong này là có 2 thì tập lũy thừa của nó thì sẽ là bằng 2 mũ 2 ạ. Đúng rồi. Cái này thực ra ta dùng công thức của khai triển ý thức Newton là giải đấy. Tập hợp không phần tử nào thì là có 1 phần tử.
là tập hợp rỗng có một phần tử, hai phần tử vân vân. Chúng ta C0N cộng C1N cộng C2N cộng cuối cùng cộng CNN cuối cùng nó là bằng 1 cộng 1 cả mũ N, nó bằng 2 mũ N đấy. Tiếp tục tạ thu ngà cái quân cuối cùng. Có. Câu cuối cùng. Số phần tử của tập hợp này là mấy? Câu D ạ. À? Câu D. Số phần tử của tập hợp trên là 3. Ui, giỏi quá. Thế như vậy tập lý thường nó sẽ phải có mấy phần tử? Tập lý thường 8 á. 2 mũ 3 bằng 8, đúng rồi. Thế thôi, cái gì đâu. Ở đây thì mình chưa tìm viết tập lý thường của nó ra, mình chỉ ghi số phần tử của nó thôi, còn các em làm nhiệm vụ tự tìm nốt. Xin mời làm câu 34. Ơi, chứng minh được cái này nhỏ. Đúng rồi. Quách Thị Thu Ngân. Quách Thị Thúy Ngân. Dạ có. Đọc gần gần đúng tên thì phải thư xong bảo lại chứ không có gì cả, thích không có. Ta lại đánh dấu vào vắng, có phải thiệt thật không? Thúy Ngân bài này làm đâu? Thầy chờ em một chút ạ. Ui, hàng xóm cãi nhau. Thưa thầy, em vẫn chưa làm được bài này. Chị làm được thì thôi đi, người khác. Nguyễn Thị Tú Nguyên. Dạ, em đây ạ, em có ạ. Câu này làm nào? Em cho thầy thầy, tôi nghe thầy. Thế nhỉ?
A là tập con của ta có A là tập con của A, nên là suy ra thì A thuộc cái tập lũy thừa PA, mà cái PA thì bằng P với PB, Đúng. suy ra là A thuộc PB ạ. Đúng. Thì theo định nghĩa của tập lũy thừa PB thì suy ra là A là tập con của B ạ. Đúng. Xong tương tự câu ở B là tập con của B thì suy ra B cũng thuộc cái tập lũy thừa PB, mà PA bằng PB suy ra là suy ra B thuộc tập lũy thừa của PA. Chuẩn. Thì theo cái định nghĩa của tập lũy thừa PA thì B là tập con của A, nên là suy ra là A và B bằng nhau. Chính xác, chuẩn đấy. Xong nhá, diễn đạt như bạn là chuẩn rồi đấy, trình bày đánh máy lại cho nó đẹp. Cái này là theo đánh máy từ trước chứ không phải bài chữa thì mới đánh máy. Chiều ngược lại là hiển nhiên nhé, nếu tổng hợp A bằng tập B thì là PA sẽ bằng PB. Như vậy chúng ta có thể phát biểu rằng là PA bằng PB nếu mà chỉ nếu A bằng B. Sau này người ta có thể hỏi câu hỏi chúng ta biết bây giờ cái dạng bài này tích tứ các, tích tứ các thì hôm nọ trong giờ lý thuyết thì như thầy cũng không nhắc đâu, nhưng mà chúng ta có thể làm dễ dàng thôi. Tích tứ các của hai tập hợp A và B là tập hợp những cái phần tử, những cái cặp phần tử mà phần tử đứng trước thì phải thuộc đứng trước, đứng sau thuộc đứng sau, tức là a nhân với b ấy. A tích tứ các với b, tích đề các với B là tập hợp những cái phần cặp AB, ở đó A thì thuộc vào A, B thuộc vào B. Chữ hội này có thể thay một chữ và thế. Chuẩn chưa? Đấy, thế là chúng ta làm được bài tập phần này dễ dàng. Thực ra ở lớp dưới mình học tích đề các rồi, mình không để ý này. R tập hợp những cái thằng số thực XCI đấy, biểu diễn trên hệ trục tọa độ đấy, tọa độ của các điểm y đấy, chính là dùng cái này này. Quên, đấy nhá. Yeah. Cái này cái dưới là mình dùng rồi, thậm chí mình dùng cả không gian ba chiều mà. Cái này đã ăn thua gì à. Rồi tiếp tục, thầy giáo luôn bật hai cái máy tính bên cạnh nhau để kiểm tra một máy tính, nhưng mà có điều là thầy phải tắt tiếng, nhiều khi cắt tiếng thì không biết, nhưng mà hình mất phát biết ngay công nghệ. À, như vậy là chúng ta làm câu này rất dễ. A ở đây có bốn phần tử và B có hai phần tử, thì nó làm tương tự những cách công quy tắc nhân thôi. A có bốn phần tử, B có hai phần tử, như vậy sẽ có 4 nhân 2 là bằng 8 phần tử. Anh liệt kê thiếu 8 hoặc là thừa 8 chắc chắn anh sai, nhưng mà đúng 8 phần tử chưa chắc đã đúng rồi, có thể có cái làm hai lần, có trong khi có cái lại thiếu. Nhớ là cái đứng trước phải viết của cái đứng trước và cái đứng sau phải viết theo đứng sau, lộn thứ tự là sai ngay. Cái này là người ta còn cho chuẩn ấy, nhiều người nó còn cho đẻo, tức là nó có một cái phần tử đằng trước nó lại có ở đằng sau. À, ví dụ như ở trước là a nhỏ, đằng sau cũng có a nhỏ ấy. Làm bài tập nó rất dễ bị nhầm. Cho khác nhau thì không nhầm được, cho giống nhau có thể nhầm. À. Rồi, xin mời chiến đấu câu 36. À, mình nghỉ giải lao ít phút nhỉ. Học từ nãy giờ 1 tiếng rồi. Anh nghỉ giải lao ít phút nhé, 10 phút.